Võ Duy Nghi cùng thời Võ Tấn là một trong những danh tướng của Nguyễn Ánh thời xưa. Năm Canh Thân năm 1800, tướng Tây Sơn là Trần Quang Diệu quay thành Bình Định do Võ Tấn trấn thủ. Võ Duy Nghi cùng Nguyễn Ánh đem quân ra ứng cứu. Khi đến vùng Cù Mông, ông được lệnh bảo vệ vùng Chích Phú Yên. Rồi mùa xuân năm Tân Dậu năm 1801, đạo quân của Nguyễn Ánh tiến vào thị nại với các bó củi đốt, tấn công thuyền của quân Tây Sơn. Võ Duy Nghi ngồi trên thuyền lớn đang chỉ huy đánh trận cũng bị chúng đạn đại bác rồi tử nạn. Sau khi ông mất, vua Nguyễn Ánh đã cho thi hài của ông về gia đình để được an táng. Thì trước mặt các bạn, đây là ngôi mộ cổ của ông. Tuy trải qua hơn 200 năm nhưng ngôi mộ của ông vẫn còn giữ được nét nguyên thủy tới bây giờ. Như mọi người thấy là chỉ có mất lớp sơn thôi, còn hầu như những cái phù điêu và những hoa văn điêu khắc gần như nó còn nguyên vẹn, rất là đẹp. Thì như thế nào, xin mời các bạn xem qua và mình sẽ review cho các bạn sẽ biết. Và đây là cái bức bình phong trước ngôi mộ, hầu như ngôi mộ xưa nào cũng có. Và bên đây được ghi bằng chữ hoa. Đây mọi người, đây là được quay bằng chữ hoa. Ủa? Thì đây là những chữ tàu ngày xưa. Thì như thế nào thì mình cũng không đọc được, nó còn rất nhỏ. Nếu mà ai biết chữ này thì chắc chắn là có thể đọc được. Và những nét hoa văn dòng phượng nè, gần như nó còn nguyên luôn. Và điều đặc biệt là ôm cái tấm bức bình phong, mọi người thấy là có con kỳ lân, hai con luôn, hai con kỳ lân nè, rất là đẹp. Hầu như nguyên trạng là nó còn luôn, còn ấy luôn á. Và đây còn có hồ cá nữa. Mà phải nói là ngôi mộ này mình thấy là đúng là khá bề thế thật. Tại vì cái cấu trúc xây dựng nó tới mấy lớp. Như mọi người nghĩ là đây là cái bức bình phong nè, khi bước vào cổng nè. Và khi vô đây còn một cái cổng nữa. Và hai bên trụ là có con kỳ lân nè. Và có những cái chữ này gần như là nó còn nguyên vẹn luôn. Và đây là có cái một tấm giống như là ghi lại những cái gì á, di tích vậy. Một số chữ là vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có điều phai màu sơn thôi. Bà giữ ở đây luôn hả bà? Cô ở đây là hồi năm 67 tới bây giờ. 67 luôn? Trời. Đã lâu rồi. Dạ. Ở đây năm 67, bà nhau ở đây. Dạ. Ở đây. Ở giờ thắp nhang, quét, dọn, tha nhang, nút nhang bàn thờ rồi đó. À dạ. Cúng quải rằm mùng 1. Như ở đây cô có biết gì về ông không? Ông Võ Duy Nghi này không? Không, có di tích cơ, có bà, có bà ấy kìa. Dạ. Có cái bảng đó người ta để cho mình. À. Tại vì con đi tìm hiểu, ví dụ như có người lớn tuổi rồi á, mình coi thử có thông tin nào của người còn không? Người bà khá lâu quá, gần 200 năm rồi. Ở đây không rồi. Có thấy bà con dòng họ gì của ông ở đây hết trơn. Dạ. Chết rồi mất á. Ừ. Gần 200 năm. Ừ. Đâu có. Với mình ở nay cũng 50-60 năm mình cũng đâu có biết đâu. Dạ. Để con đi xuống cho bà. Ừ. Cảm ơn. Thì đây mọi người, cái khu vực này cũng khá là rộng nhưng mà do quay bằng điện thoại nó không thể nào lấy hết toàn cảnh được. Thì mình đang đứng phía sau cái bình phong luôn, mình phải dựa vô sát để mà quay, để review lại nó rõ ràng từng cảnh hơn. Và xung quanh có nhà nữa nên cái nền trắng của nhà nó sẽ làm lu mờ đi ngôi mộ. Tại ngôi mộ này cũng đã lâu rồi, giờ chỉ còn màu trắng với màu đen thôi. Và một số vết sơn ngày xưa là còn màu hồng. Nhưng mà được cái là những cái hoa văn vẫn còn. Được cái là gì?
Bên đây thì cũng đã mờ rồi, đã bắt đầu mấy cái vôi dữ đã mục hết rồi. Ở đây là những chú chim, đây giống như chú hạc á, vẫn còn luôn. Hoa văn này thì vẫn còn rất là đẹp. Đây phải nói là một ngôi mộ đáng được bảo tồn. Và trên phía đây là có cái này, con gì đây? À, con giái cá. Thì nghe nói ông á là lính thủy binh nên đây có lẽ là những con giái cá này. Và đây là toàn cảnh ngôi mộ của ông mọi người, rất là lớn, ngôi mộ vuông vắn luôn. Và phía sau nữa có, cũng có tấm bình phong và có hai tấm bia, nhưng mà mình không biết ở đây có phải là mộ đôi hay không. Và phía trong nữa là đây, đây là những cái chữ nè, những cái chữ này gần như là nó còn nguyên vẹn. Tiếc là mình đi quay chỗ này là mình không biết tiếng Ho mọi người. Rất là đẹp. Thì như các bạn đã thấy sơ sơ qua ngôi mộ của ông Võ Duy Nghĩa, một ngôi mộ khá là đẹp. Mình đi rất nhiều ngôi mộ rồi. Đây, đây là cái bức bông sen mà xây rất là bự. Thường thì những ngôi mộ mà mình thấy còn lâu á phải tầm 80 đến 1 mét cái độ dày của nó mới còn bình vững lại. Những cái bảng chữ là gần như nó còn nguyên luôn. Mình mong là cái này sẽ còn mãi để lưu giữ đến đời sau, tại vì những ngôi mộ cổ Việt Nam mình bây giờ còn rất là ít, không có bảo tồn như các nước khác. Mình là chỉ có lấy đất thôi để xây dựng thôi. Và những chú chim đậu trên những cái cành mai nè, gần như là nguyên vẹn. Thật sự mình thấy đi rất nhiều ngôi mộ rồi. Có những ngôi mộ cổ của cái ông Lý Tượng Quang á được làm bằng, nhưng mà về sau này chứ không thuộc cái thế hệ của ông Võ Duy Nghi này, do làm bằng đá xanh nữa, còn nó lưu giữ nó gần như nó cái nét đó, nó còn 100% đó là đúng. Nhưng mà còn đây là được xây bằng mấy cái loại mà vỏ sò ngày xưa mọi người được xây, được tán nhuyễn ra. Và có một số như là mật ong hay là ôi dứa rồi người ta trộn lại thành một cái hợp chất để mà làm. Và cái này trước không có xi măng đâu nên xây rất là chắc chắn. Và các bạn thấy nè, đây là những con rồng nè. Những con rồng này thì nó gần như nguyên vẹn luôn, nó chỉ có mất màu sơn thôi. Bên đây cũng có hàng chữ nè, để mình xây lại mình cho mọi người biết, tại vì mình những chữ này mình không thể nào đọc được, thì ai có thể nào mà coi mà đọc được đó thì mọi người có thể hiểu. Đây là con rồng gần như là nó đậm nét hoa văn luôn, mọi người thấy không? Chỉ có điều là nó không có màu mè thôi, nó mất hết sơn thôi. Những hoa văn gần như tồn tại còn gần 200 năm. Một ngôi mộ giữa lòng thành phố, ngôi mộ cổ đàng hoàng nha. Mình thì rất yêu thích những ngôi mộ cổ như thế này, tại vì nó là những cái chứng tích lịch sử và một trong những cái người cũng làm lên lịch sử của Việt Nam mình. Dù ra sao hay như thế nào thì đây cũng là một trong những cái người mà những ngôi mộ mình cảm thấy đáng được lưu giữ. Những hoa văn vẫn còn luôn, gần 200 năm thì mọi thứ nó gần như quên lãng rồi. Những người lớn tuổi hiện giờ thì gần như không ai biết được nữa, chỉ còn lại trên sử sách thì có thể đọc lại cho mọi người nghe và biết. Giờ thời buổi bây giờ thì nói chung về môn lịch sử Việt Nam của mình nó cũng không còn được ưu ái như ngày xưa. Như các nước khác người ta rất là yêu quý lịch sử, còn người Việt Nam mình thì cho chỉ có một số ít thôi. Người ta thích những cái mới mẻ, mới lạ hơn. Ít có ai có thể mà chịu khó đọc lại lịch sử hay là biết được lịch sử Việt Nam của mình. Thì trong khi đó những cái bộ phim Trung Quốc người ta thường nói về cái lịch sử của họ, nên kể cả dân họ và dân mình giỏi lịch sử của nước mình thì giỏi lịch sử của nước ngoài, chứ còn lịch sử của mình là hầu như là người mình lại không có ấy, không giỏi. Thì mình cũng muốn lưu giữ một chút xíu gì đó để sau này những các video của mình đó nó còn tồn tại. Thì không biết ngôi mộ này có tồn tại được bao nhiêu lâu hay không. Và mình thì hy vọng là để những cái kênh của mình lưu giữ lại những cái tên tuổi, những nhân vật lịch sử, những người có tiếng, và một cái gì đó để cho những cái người mà ở xa, những người lớn tuổi, người ta không thể nào mà đi tham quan được,
thì có thể coi video mình để biết một chút xíu thông tin và một chút xíu hình ảnh về ngôi mộ của ông Võ Duy Nghi này, một vị tướng nhà Nguyễn thời Nguyễn Ánh. Thì không biết ông có phải là bà con của ông Võ Tánh hay không, tại vì hai anh em này là hai ông đều họ Võ và cùng thời với đều phò chú Nguyễn đánh Tây Sơn luôn. Và mọi người thấy đây là những cái bức phù điêu nè, vẫn còn nguyên vẹn và rất là đẹp, gần 200 năm. Mình thì không có giỏi về lịch sử nên cũng biết chút chút thôi, và được cái là yêu thích những cái gì đó nó cổ nên hầu như mọi video của mình đều quay những cái này, chủ yếu để phục vụ những người yêu lịch sử và những người ở xa thôi, chứ còn có gì thì cũng mong mọi người thông cảm cho. Thì mình sẽ vừa quay vừa review luôn. Đây là cũng có một cái này, nhưng mà độ mờ rồi, mọi người thấy không? Đây là những cái chữ nè, cái này nếu mà không có chỉnh sửa lại thì chắc nó mờ hẳn luôn á. Nếu quay lên phim thì vẫn còn, nhưng mà khi nhìn vào thì là nó gần như chữ nó không còn mọi người. Nó hay cái là khi quay lên phim á, có chỗ mờ nhưng mà chỗ rất là rõ. Và cái kiến trúc hậu văn của ngôi mộ của ông nè, nó gần như nó còn luôn. Hình như con nghe nói bên đây có hai ngôi mộ nữa đúng không? Hai ngôi mộ cháu con gì cháu con. Dạ. À bên kia. Thế con qua chờ qua con quay với sợ mấy cháu. Thì ở bên góc bên kia cũng còn hai ngôi mộ đó mọi người. Và không biết con cháu gì của ông này hay không, hay là những cái vị phò tướng sau cùng. Đây là cấu trúc xây dựng của ngôi mộ này rất là đẹp. Đây là một thứ hầu như tất cả ngôi mộ đều đi á, không có xây kiến trúc kiểu này á, rất ít ngôi mộ cổ nào mà xây được kiến trúc như thế này. Và đặc biệt là hai cung lăng hai bên gần như là mọi chi tiết và hoa văn nó vẫn còn nguyên vẹn 100%, chỉ có điều là màu sơn không còn nữa. Không, người ta để gì là mấy cái gì trước ở dân quận xuống xin phép sơn lại không cho. Dạ đúng rồi. Không được, xin phép mà xin keo không được. Dạ, tại vì thì mình làm lại thì nó mới, nó không còn lại. Không còn di tích. Dạ đúng rồi. Đó, để vậy mới di tích nè. Bây giờ mình chỉ biết bảo quản. Đó, nó vậy không vô cái thằng chủ tịch phường 2. Dạ. Nó đòi đập thì hết, để mắng mở quán mía ôm. Bây giờ cho mình nát tan hết luôn. Hết làm. Cái thời mới giải phóng. Mới giải phóng. Ngôi mộ cổ người ta đang ngon lành. Đó, rồi. Nó đòi đập để làm chỗ này mở quán mía ôm. Đó. Đúng không? Ừ. Gia đình tiêu hết, nghề đi đâu mất tiêu. Cái gì cũng có cái giá của nó mọi người. Thật ra trong cuộc đời này nó đều có luật nhân quả, chứ không phải là thích làm gì làm. Tại vì sao mình quay nhiều ngôi mộ cổ và những ngôi mộ mà ấy là gì? Nó mang một cái ý nghĩa rất là xa, tại vì mình chưa có thể nói lên. Và sau này khi mình ngừng lại video về quay những ngôi mộ cổ thì mình sẽ nói lên điều đó. Và đây là có hai ngôi mộ nữa, nhưng mà rất là hay, để mình xây lại mình cho mọi người thấy nhé. Này là con. Thì đây là hai ngôi mộ này, không có bia, nhưng mà mình không biết là ngôi mộ này là có phải là cháu của ông không? Thì mình nghe cái cô ấy nói là cháu, nhưng mà mình cũng chưa xác định được, tại vì không có tấm bia nào nha. Chỉ có một ngôi mộ đôi và vỏn vẹn là hai cái nấm mồ, cái hình con rùa theo kiểu ngày xưa. Có mọi người thấy không? Đây là hai ngôi mộ. Và đây là có bác Lê Hương nè. Bây giờ xây mộ kiểu này rất là hiếm, tại vì không còn nữa đâu. Người ta cũng có thể là đắp bằng đất, hay là bên mộ người Ho người ta có thể xây theo hình con rùa. Nhưng mà giờ hiếm rồi, tại vì mình đi một số khu vực của người Ho thì họ xây cũng na ná hình con rùa, nhưng mà kiểu khác, không giống như trong phim nha mọi người nha.
qua cái chất liệu này thì mình biết ngôi mộ này cũng xây cũng gã hơn 100 năm. Thì như mọi người nhìn thấy trên hai nấm mộ này thì theo chất liệu mà mình từng đi nhiều ngôi mộ thì mình thấy đây là ngôi mộ mà nó cũng được tầm 100 năm đổ lên chứ không bao giờ dưới 100 năm. Tại vì theo cái nguyên vật liệu như lúc nãy mình nói cái này xây là không phải bằng xi măng, mà xi măng là cái thời sau Pháp là bắt đầu mới có, còn trước nữa thì không có xi măng, người ta xây bằng ô dứa và những hợp chất ở bên ngoài như là mật ong và những cái thứ bột rồi xây bằng vỏ sò của hến mọi người để tái nhiên ra làm. Và cái loại này rất là chắc chắn mấy trăm năm vẫn còn, tại vì mình có đi một số ngôi mộ cổ rồi. Còn xi măng trong thành thì mình chưa thấy ngôi nhà nào cũng có là mấy trăm năm, nhưng mà nói về cái chất ngày xưa theo cái thời mà khoa học chưa phát triển mà xây kiểu này là mình thấy là cũng khá lấy rồi, chứ khá là bền rồi, vẫn còn tới bây giờ gần như nguyên vậy. Còn về cái lịch sử của hai ngày này thì mình không biết, tại vì không có tấm bia mộ nào cả, và những người cô chú bác ở đây còn sống thì cũng không thể nào biết được, tại vì hầu như cái mộ ở đây á thì có lịch sử gần 200 năm rồi. Đó, không thể nào mà nhớ hết được mọi người. Và đây mọi người, và đây là mình có quay cái đầu con hổ đúng không? Con này là cái phần đuôi con hổ nè, cái đít nó nè, hay không? Xây kiểu này giống 3D thời bây giờ luôn. Đây là phần cái đuôi con hổ nè, hình như là bên kia chắc không có quá. Đây là con hổ nè, đó phần đuôi này nha, phần cái sau nó nè. Còn qua cắt cái ấy từ bên đây qua là cái đầu của nó nè. Đó, bạn thấy cái kiến trúc ngày xưa mà gần 200 năm trước mà xây kiểu này là mình thấy là nếu mà tính đồ mà kiểu 3D, 4D bây giờ nó cũng đang đáng giống nhau rồi. Thấy kỹ thuật ngày xưa xây tưởng tượng khá lại rất là đẹp, và những hoa văn nó gần như là nguyên vẹn luôn. Đó, thì đây là mình đã review sơ qua về cái ngôi mộ cổ gần 200 năm nằm giữa thành phố của ông Võ Duy Nghi. Đó mọi người, đây là cái cảnh tổng quan phía ngang. Thì nếu mọi người có ai mà muốn lên đây để mà tham quan hay gì đó thì có thể lên chỗ 19 phường Cô Giang, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Phường 19 Cô Giang, phường 2. 19 Cô Giang, phường 2, quận Phú Nhuận nha. Tại vì con tìm hiểu thì không có đi phường, hỏi đường không á, tại vì hỏi biết bao nhiêu mới chạy vô được cái này. Cô Giang Cầu Muối, Cô Giang Phú Nhuận. Nhưng mà con đi cô giam thiếu nhận nó mới đúng. Có vô thách cho ông con nghe được không? Giờ mình trước khi xong video thì mình còn mình thắp cho ông lấy nhang luôn. Thì đây là nơi chỗ thờ của ông. Thì được may mắn cái là có những ông những bà lớn tuổi ở đây, cô dì chú bác ở đây, người ta phải nó bỏ công để mà chăm lo cho ngôi đình của mình tồn tại đến bây giờ. Tại vì theo những người lớn tuổi nói là có khả năng ở lần trước nếu mà không ai giữ gìn thì có khả năng ở đây đã bị đập rồi. Thì mình nếu mà nó không còn nữa, mình thật sự là thiếu tiếc cho một tí ngôi đình mà gần 200 năm như thế này. Mình thấy đáng được bảo lưu để sau này cho những người con cháu vào cái sau này đứng đứng. Thì nãy giờ mình đã review sơ sơ qua về cái chỗ nơi thờ cúng của ông. Thì bây giờ mình cũng xin kết thúc tại đây luôn. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha.